Trong các ngày từ 23 đến 27 tháng 10, đội cảnh sát giao thông công an huyện tăng cường tuần tra kiểm soát, phát hiện và lập biên bản 61 trường hợp vi phạm luật khi tham gia giao thông, ra quyết định xử phạt hành chính 54 trường hợp, tước giấy phép lái xe 2 tháng 12 trường hợp, nộp thu ngân sách nhà nước 29 triệu đồng. Trong đó, các lỗi vi phạm chủ yếu là không đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông, đi không đúng làn đường, phần đường. Những ngày qua, trên địa bàn toàn huyện không xảy ra vụ tai nạn giao thông nào. Bên cạnh công tác tuần tra kiểm soát, đội cảnh sát giao thông công an huyện còn xây dựng kế hoạch tuần tra kiểm soát vào các buổi tối thứ 3, thứ 5 và thứ 7 trong tuần. Chủ động tham mưu công tác phối hợp với phòng giáo dục và đào tạo huyện tổ chức hội thi tuyên truyền về an toàn giao thông dưới hình thức sân khấu hóa đối với các trường trung học phổ thông.